bắt đầu từ lúc 0 giờ ngày 19 tháng 3, mọi người có thể nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Kế hoạch này được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào tối ngày 18 tháng 3. Để nhắn tin ủng hộ thì quý vị cần soạn tin nhắn với cú pháp CV dấu cách N, trong đó N là số lần ủng hộ, mỗi lần là 20.000 đồng, sau đó gửi tới 1407. Ví dụ nếu bạn muốn ủng hộ 200.000 đồng thì cố pháp tin nhắn là CV dấu cách 10 gửi tới 1407. Thời gian tiếp nhận ủng hộ đến hết ngày 18 tháng 6.